Hello, xin chào cả nhà. Nhạc phẩm Nó, tác giả của nhạc sĩ Anh Bằng, hôm nay là 10 tây tháng 11, 2017. 3 giờ 25 chiều thứ 6. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nhìn mình tuổi thân muôn vàng. Mẹ nó qua đời khi còn tâm một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đôi rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ, chuỗi ngày tâm tối vô bờ. Đêm đêm nó ngủ một mảnh chiêu rách cơ giờ, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bản thân ai có đâu xa. Thằng Tư con tám hôm qua, trên phố lê là cuồng chiến điêu tàn, nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Đêm đêm nó ngủ một mảnh chiêu rách có gió, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bản thân ai có đâu xa. Thằng Tư con tám hôm qua, trên phố lê là cuồng chiến điêu tàn, nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Hết rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video kế tiếp trên YouTube. Thank you rất nhiều. I get you là I hate you. Ý lộn. I yêu you là I love you. Thank you.